Rồi chào anh em, hôm nay mình giới thiệu đến anh em một con máy phay Iwashita này. Con này tâm cao này, bàn lớn này, bàn hành trình con này tới trục y trục x là 850 nè, trục y là 300 nè, giá là được 450, tính đầu BT rồi, chưa tính đầu BT là 550 nha. Con này nó có tự động 3 chiều nha, trục là tự động trục x nè, tự động trục y nè, năng bàn nè, rồi tự động đầu nè. Rồi bây giờ em test tốc độ nha. Tốc độ nó có hai cấp tốc độ nha. Rồi chạy đi. Đó, chậm nè. Rồi. Số 2, nhanh hơn. Rồi ok. Rồi bắt đầu đổi cấp độ nhanh nè. Đó, chạy im ru luôn nha, không nghe tiếng gì luôn nha. Rồi, qua số 2 coi. Đó, chạy mát tốc luôn á. Rồi. Rồi. Rồi tự động đầu xuống nè. Rồi xuống nè, xuống đầu nè nha. Đó tự động đầu xuống nè. Rồi ngược lại. Rồi ok, ngược lên nha. Cái này là tầng nhanh tầng chậm của cái đầu di chuyển. Rồi ok. Rồi tự động, chạy tự động. Nè, tự động đúng ý nè, nút tốc nè. Rồi. Trái phải. Rồi. Tự động đúng ý, giờ qua tự động đúng ý nè. Đó, tự động đúng ý đang ra nè. Rồi năng bàn đi. Hạ bàn. Rồi. Đây, bàn nó đây nha. Quay vô vô. Con này có bơm nước luôn nha, bơm nước có luôn nha. Đó, mặt là có bơm nước rồi đó, nhưng mà chưa có nước nha. Đây. Đó, bàn đây nha. Rồi băng trên cái này, cái băng này còn chạy cá luôn nha. Rồi sát đầu này chạy im ru nha, không có tiếng luôn nè. Số 2 nè, mắt nè. Con này nói chung là còn đẹp nha. À, con này là 1984 nha. Con này là full chức năng luôn á, có tự động trục y luôn á nha, có bơm nước đồ đàng hoàng nha. Đây, X850 nè, Y300 nè, Z450 là tính luôn cả đầu BT rồi nha, trừ đầu BT đó rồi. Và còn nếu mà không trừ đầu BT ra thì là nó là 5 tắc rưỡi nha. Đây, để tôi đưa tủ điện ở đây. Nè, băng trong đó. Đây, tủ điện đây nè. Rồi, ok.